chào mọi người, thường được người ta ví von như một món ăn nhà nghèo, nhưng các cắn kho Nghệ lại có sức hấp dẫn đặc biệt với những ai có dịp ghé qua miền Trung, nhất là những đứa con xa quê hương lâu ngày. Cá cắn là loại cá đồng thường sống theo từng đàn trong các con lạch nhỏ ở vùng quê miền Trung vào những tháng 9 tháng 10 âm lịch, khi cá xuất hiện trên đồng, cũng là lúc những vòng nén bắt đầu xanh mướt. Đây là nguyên liệu chính để làm nên nồi cá cắn thơm ngon và hoàn hảo. Đây là số cá cắn mình đã rửa sạch và để rổ cho ráo. Lúc đợi cá cắn ráo thì mình đi sơ chế nguyên liệu. Thái những củ hành tím thành từng lát mỏng để mình khử cho thơm cá. Để có một nồi cá cắn kho ngon đúng điệu thì nghệ tươi là nguyên liệu không thể thiếu trong món này nhé. Mình sẽ đi cạo vỏ nghệ tươi ra. Mọi người không cần phải gọt kỹ vỏ lắm đâu, mình chỉ cần cạo vỏ sơ sơ là được rồi. Mình sẽ giã nát nghệ tươi thật nhuyễn nhé. Trước tiên ta đổ dầu vào nồi. Đợi cho dầu nóng thì mình thả hành tím vào để phi thơm. Càng nhiều hành tím thì nồi cá của mình sẽ càng thơm nhé. Khi hành đã bắt đầu thơm và vàng thì mình cho một ít nghệ vào để tạo màu. Mình nêm vào đây 3 vá nước mắm, 2 vá đường, 1 muỗng cà phê tiêu. Và mình khuấy đều và để hỗn hợp thật nguội rồi mới thả cá vào. Mọi người có biết tại sao mình nấu nước gia vị trước không? Là để tan đường mình sẽ dễ nêm nếm và điều chỉnh. Khi hỗn hợp nguội thì mình thả cá vào, thì lúc đó cá sẽ săn cứng hơn và không bị mềm nhũn ra. Sau khi thả cá vào nồi thì mình dùng đũa đảo đều để cho cá thấm đều gia vị, thì mình sẽ dừng và không đảo nữa nhé, để tránh làm cá bị nát. Để yên nồi cá cho thịt cá ngấm gia vị trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng cá đã ngấm gia vị thì mình đặt lên bếp lửa và để lửa riu riu. Mùi cá kho quyện với mùi nghệ tươi thơm lừng trong căn bếp của mình luôn đó. Mọi người đừng quên thả một ít quả ớt và nghệ tươi vào để cho nồi cá thêm phần hấp dẫn và khử được mùi tanh nhé. Khi nước vừa cạn đi hết thì cho một vá dầu phụ nguyên chất và ít tiêu hột đã đâm nhuyễn sẵn vào nồi cá kho. Để lửa riu riu thêm 5 đến 10 phút nữa là bạn đã hoàn thành cách làm cá cắn kho Nghệ rồi. Một bữa cơm ngày đông chỉ cần mở vung nồi cá kho lên là đã thấy ấm áp và thơm lừng cả gian bếp. Cá cắn còn nguyên mọc, khi ăn có vị hơi nhẵn nhẵn nhưng sau đó nhường lại vị ngọt của thịt cá. Chính sự thú vị này mà món ăn đã thấm vào từng kỷ niệm, từng ngóc ngách, để khi xa quê, người con miền Trung lại nhớ về hương vị món ăn đến nao lòng mỗi khi trời đông về. Mọi người thành công với món này nha!